Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, đây là siêu thị Co-Mart thuộc tỉnh Quảng Ngãi các bạn. Nó nằm trên cái đường Nguyễn Nghiêm. Nguyễn Nghiêm các bạn quẹo vô là đường Nguyễn Ba Loan các bạn. Gần cái chợ là tỉnh Quảng Ngãi các bạn. Chợ lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi đối diện có cái siêu thị Co-Mart các bạn, quẹo vô đây các bạn. Siêu thị này rất là dài các bạn. Chiều rộng cả 100 m² các bạn ơi. Chiều dài cũng 200-300 m² á, rất là dài, rất rộng các bạn. Siêu thị Co-Mart. Ai khi mình bước vô trong đi bạn. Ở đây có bên này là cà rốt, tôm xe rồi các bạn. Ở đây người ta bán nhẵn các bạn. Người ta bán bên hột sò. Bên đây là bán mấy máy là đi qua các bạn ơi. Đây là bên ngoài thanh toán và dịch vụ khách hàng các bạn ơi. Ở đây bên này là bên buôn bán hàng các bạn ơi. Có mấy cái hàng mỹ phẩm gì đó các bạn. Còn bên này người ta chỉ cho quay cái khu phía ngoài kinh doanh này các bạn ơi, chứ không có cho quay phía trong mỹ phẩm các bạn. Bên này là bên KFC các bạn. Đây là những cái dân hòn người ta mướn của Co-Mart đó bạn ơi. Đây dân hòn KFC đó bạn ơi. Nó có bán bọn nhỏ này ngồi ăn đó bạn ơi, rất là dễ thương. Đây. Đây giá cả có tờ rơi giá nè. Anh lấy cái tờ rơi không? Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Anh này anh rất là tội nghiệp dễ thương các bạn ơi. Anh cho mình tờ rơi giá cả luôn các bạn. Anh có này nè, anh gọi giao hàng, anh gọi số điện thoại đó. Rồi rồi. Dạ cảm ơn anh. Anh cái vô hòn luôn các bạn ơi. Số điện thoại này luôn. Vô hòn ở khu tỉnh Quảng Ngãi luôn anh. Vô khu vực tỉnh Quảng Ngãi các bạn ơi, vô tới nhà luôn. Vô từ sớm trước cỡ 7 giờ rưỡi. Không, 9 giờ em vô tới 9 giờ tối, 9 giờ sáng. 9 giờ sáng, 9 giờ tối các bạn từ thứ hai tới nhật luôn anh. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh từ thứ hai tới nhật các bạn ơi. Thấy vô hòn. Các bạn thấy các bạn gió đó không? Khách rất là đông các bạn ơi. Dạ. Bên này là ghế massage các bạn ơi. Này tôi bán dọn âm thanh. Dọn âm thanh các loại các bạn. Máy để quay phim là đây chim các bạn. Cái cần á. Loa rồi YouTube các loại các bạn ơi. Loa YouTube nữa nghe. Loa xài YouTube nè. Điện thoại nè. Siêu thị có bác cái máy này bán rất là nhiều chủng loại các bạn ơi. Nhiều điện thoại nè. Đây bán trà thảo mộc các bạn. Đây có chị nhân viên là rất dễ thương các bạn ơi. Cái gì vậy anh? Muốn trà thì em bán nha, còn không là anh để em làm việc anh nha. Dạ rồi. Dạ anh để em làm đi. Dạ rồi, cảm ơn. Đây trà mà người ta đưa cho người ta uống thử các bạn để mua trà các bạn ơi. Rồi. Cái đây bán là cửa hàng phía ngoài đây siêu ưu đãi, cái này bán ưu đãi các bạn ơi. Ở đây các bạn vô đây sẽ được gỡ quần áo ở đây. Cái cổng này đi vô quần áo đồ tư trang sẽ gỡ ở đây và khóa lại các bạn.
cưa hòn, xăm hòn cuốc các bạn. Đó. Phía cổng này đi vô có máy rút tiền ATM luôn các bạn ơi. À, Vietcombank. Đây. Đó, xăm hòn cuốc các bạn. Sang hấp dẫn các bạn ơi. Đó, này là ha. À, đây này bán đồng hồ chính hãng các bạn. À, Casio. Đây bón là có loại đồ ăn vặt các bạn, kem, trà sữa các loại bạn. À. Đây các bạn ơi, cái đây có thang máy đi lên. Đó, đây là lên cầu thang máy các bạn. Đó, đi lên nè. Đó. Bạn ơi, đi thang máy lên đẹp các bạn. Đây thang máy lên khu trò chơi cho em các bạn ơi. Quay lên tầng lầu người ta bán quần áo ra đây rất nhiều, cái siêu thị nữa các bạn. À. Ở đây khu trò chơi nè các bạn. À, khu trò chơi. À. Các bạn trò chơi rất là nhiều. Trời rất là đỏ. Em nhỏ trời rất là hàng xài. Đây nhà banh đó các bạn ơi. Đó. Một xu 10 ngàn nhà banh đó các bạn. Thơm lắm rồi. Đây. Ngân hoàng này bón nhiều cái rất là đẹp. Cái nào mấy cái đồ nhẵn đó không, anh như dọn thiệt phải không, nhẵn dọn vỏ bao nhiêu thiệt thôi. À, rất là đẹp phải không, đóng thạch cái này đúng không, đóng thạch nữa các bạn. Cái nào đâu, đóng thạch đẹp đó, đóng thạch đẹp quá. Đóng thạch đây có bao nhiêu cái với chị? 400-500 ngàn một cái thôi. À, tấm thạch này các bạn ơi, 400-500 ngàn các bạn ơi, rất đẹp các bạn. Lên nước gì thấy con lên nước các bạn, nó mà trong này các bạn. Cái nào bây giờ, cái nào nó mẩy của các ơi, mình lộn nó đâu biết. Nè, đèn xong cân dạo các bạn ơi. Siêu thị các bạn, sách các bạn. Đó, siêu thị sách mình nói nghe mọi người. À. Đây mấy em tô màu. Màu nữa. À, màu đen. 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 Màu đen.
đó đó, lên tầng lầu siêu thị có mát các bạn. Đó, các bạn sẽ được tô màu ở đây. Đó, các bạn nhỏ ngồi tô màu nè, thấy không? Đó, rất là nhiều trò. Cái đây là chưa tô nè. Đó. À, đây khu trò chơi các bạn. À, khu trò chơi các bạn ơi. À. À. Chơi rất nhiều các bạn. Đây là 2.000 một xu các bạn ơi, 2.000 một xu. Đó. Cái máy này mình bỏ từ một xu, có máy một xu, có máy hai xu các bạn ơi. À, rất là nhiều trò chơi, chơi bé nước nữa. À, cho anh. À, bé nước này không? Đó. Rất nhiều trò chơi ở đây thì có ăn vẹt nữa các bạn, có nước ép trà sữa lão tươi sống các bạn, ăn có loại đó. Cái máy này các bạn ơi, đắt đỏ này ha. Đây là mấy sản phẩm là massage các bạn, là sản phẩm hết thôi. Kiến rồi đủ loại các bạn ơi. À, đây đây rất đẹp các bạn, à, rất nhiều. À, đây các bạn bây giờ đang lên các bạn ơi. Có người nước ngoài các bạn. À. Lượng khách ra vô rất là đông các bạn ơi. À, xin chào các bạn, video tới đây nó cũng hơi dài rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.